Vâng, xin chào mừng anh em, chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Và hôm nay clip này thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta đôi lo JBL cái gì model A520. Đó, bây giờ thì mình xin phép là mình sẽ quay cái phần cũ lo của nó trước cái gì nha, bởi vì đôi lo này nó bãi về nó bị một gân, gân mốt một thì đã thay gân trong cái lúc mà trước khi gắn vào, thay gân mới lấy về luôn này quý vị. Đó, thay gân lấy về thì trước khi gắn vào mình quay clip và gắn cho xong thì mình sẽ quay lại chi tiết mặt tiền của nó, đó, cũng như là kích thước thùng lo và test báo giá cho quý vị và các bạn tham khảo luôn nha. Đó, nhìn nội thất của nó thì cũ rất là gấu quý vị ha, đặc biệt cái dòng JBL là đa số là cái sườn này sườn đúc vậy ha, sườn kim loại gan sắt gì đúc không đó quý vị, rất là gấu vậy ha. Bát thì đo cái mặt tiền bát thì hết luôn thì khoảng 14 cm, cái gân thì khoảng 12 cm rưỡi nha. Đó, nhưng mà cái cũ nó gấu hết hồn luôn quý vị, cũ rất là to, cũ thì bảy màu rất là óng ánh nha quý vị nha, hàng hiệu hàng xịn thì từ thời nó rơi cái cũ bảy màu là cực kỳ óng ánh. Còn trên cũ thì mình không thấy nó đóng cái gì hết vậy, nó chỉ cái đóng 7V04. Đó, vì và các bạn nào nếu mà đã từng gặp cái đôi lo JBL A520 này thì mình xem cái cũ nó có đúng như vậy không quý vị nha. Cái cũ của mình đôi này zin và đẹp lắm, thì cái cũ nó về nó vậy. Đây quý vị. Cái bề ngang của cũ nó là gần 9 cm nào quý vị. 8 cm mấy gần 9 cm nào quý vị. Đó. Bát nó có 12, 13 gì thôi đó mà, nhưng mà cái 500 nó rất là to luôn. Đó. Đồ thì cũng còn đẹp xuất sắc luôn, phải nói là đôi này đẹp và zin luôn vậy ha. Đây mình sẽ cho quý vị xem. Quay chậm cho quý vị xem ha. Đây là chỗ hai cái chạm lo. Dây rốn chẳng vào. Đó, còn ở trong quý vị ha. Đấy. Keo cũng rất là đẹp, kỹ đẹp quý vị ha. Đấy quý vị nha. Em gọi đèn sôi thẳng vào để cho dễ xem quý vị ha. Gòn rồi. Đó là cái cũ của nó quý vị ha. Cũ của nó. Dây cũng rất là ngắn cho nên là mình chưa gắn vô, mình để gì để mình quay cho nó dễ nào quý vị. Đó, chúng ta thấy keo chỉ trong đó ha. Đây. Keo chỗ hàng dây gốm. Món hàng nguyên zin, dây rất đẹp. 500 cũng khá là nặng ha, cầm tay một tay mà cũng nặng lắm quý vị ạ. Đó là hai cái cũ của nó đó quý vị. Đó, còn cái chép thì không thấy chỗ mở luôn quý vị. Cái chép không thấy chỗ mở luôn, trên cái chép thì nó có đóng chữ JBL nữa quý vị. Đó, mình nghĩ là sẽ nếu mà muốn mở cho phải nại cái mặt này ra gì ha. Rồi mới mở được. Đây là chưa có dấu mở luôn gì ha. Hai cái là chưa có mở luôn gì. Đó. Rồi bông thì đầy thông, nhưng mà phân tầng của đôi này thì phân tầng nhìn rất là thấy ghê cái gì nha. Chỉ có một cái tụ duy nhất luôn gì, 2.2. 2.2K 100V quý vị. 2.2 MF 100V. 100V. Đó. Cái tàu cản cho chép thôi, bát nó chơi maximum đi thẳng luôn quý vị. Quá dữ. Và đặc biệt cái dòng lo này thì nó cũng có cái sự lợi hại, cái củ bát nó rất là nặng cho nên là nó thiết kế một cái cây này quý vị, một cái cây này ha, nó có găng luôn và nó có ốc luôn, nó xuyên từ ở ngoài cái thùng nó xuyên vô để nó giữ lại. Hồi chiều lúc mà mình mở cái lo ra để mà đi thay gân ấy, thật sự lúc mình mở cái thay gân mình cứ tưởng là lâu ngày keo nó chảy nó hít hay gì mà dính dữ, không biết được bề mở luôn. Sao mình nhìn ra sao cái tem nó hơi u nằng nằng của dấu của con ốc, cho nên là mình phải nhóm cái tem ra để mà mình mở cái cây đó thì mới lấy cái lo được quý vị ha. Cái này mai không biết ông ẩu cậy là banh lo luôn đó quý vị. Lo thiết kế rất là hoành tráng quý vị ha, nhìn cũng phải nói là nhỏ nhưng mà nhìn rất là lực quý vị. Đó, đó là cái phần nội thất của nó quý vị ha. Cái phần cũ chép thì chắc có lẽ là để em tìm cách em quay thử cho quý vị và các bạn chúng ta xem nha. Đó,
Thấy được cụ chép đó, để nó đi. Đưa điện thoại lên chụp hình sau, sau khi quay xong em sẽ chụp hình nữa nha. Cho nên chúng ta xem để biết đó. Ok vậy ha, xong cái phần nội thất nó bây giờ thì em sẽ gắp vô. Em sẽ gắp vô vậy ha, gắp vô để chúng ta quay lại cái mặt tiền của nó và chúng ta test lon vậy nha. Đó, tiếp theo thì bây giờ là quay lại với cái phần cấu tạo ngoài của đôi loa này nha quý vị. CBL A520 ha. Phải nói là cấu tạo ngoài của nó thiết kế rất là đẹp luôn quý vị. Đó, thùng thì xung quanh là tất cả là gỗ lạng hết nha quý vị nha. Gỗ lạng nha quý vị. Gỗ lạng nó khác với là simili màu gỗ gì ha, gỗ lạng. Đó, mình thì thấy là gỗ lạng xung quanh luôn, sau đít gỗ luôn, mặt tiền trước gỗ luôn vì mặt tiền trước gỗ như gỗ nu quý vị. Đây cái vân mặt tiền này quý vị thấy không? Đó, và cái lưới nó thì màu nâu rất là đẹp quý vị nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở cái căn nó ra để chúng ta ngắm cái mặt tiền lo ha. Gấu lắm nha quý vị nha, nhìn mặt tiền lo đẹp lắm ạ. Đây căn thì không phải căn zin, lưới zin luôn nha quý vị, có tem CBL trước màn hình luôn quý vị, trước mặt lưới luôn. Đó, đây quý vị ha, tiếng lo rất là đẹp. Mặt trước là mình thấy là ok luôn quý vị ha, vâng giống như gỗ nu rồi quý vị. Đẹp dữ dội luôn quý vị ha. Đấy, đó, model lo bát ha, đây cũng vậy, chép model lo, đó, quá đẹp quý vị ha. A520 lo 4 ôm 89 decibel quý vị, 80 tới 20 kg hạt gì đó quý vị ha, không có thấy ghi công suất luôn, ghê thiệt hả. CBL nhìn phải nói đôi lo này thiết kế nhìn đẹp mắt thôi quý vị. Đó thì ở đây thì cái vấn đề ở đây thì mình thấy cái chép bên đây, cái mũi nó làm gì ha, nó hơi nhằn tí gì ha, giống như là nó bị nhằn chút xíu chằng chỗ cái mũi của cái lo, cái mũi này bằng nhôm các vị nha. Đó, chắc nó bị ai xà mó gì cho nên là nó nhăn nhẹ nhẹ chút quý vị ha, rất là nhẹ đi ha. Đó, quay kỹ cho gì xem ha, bỏ cái đèn ra, quay các hướng các kiểu luôn quý vị. Hả, còn lại là nhìn là ok hết nha quý vị. Giờ em đo cái kích thước thùng của nó cho quý vị xem. Chiều cao thì nó được có 29cm này nha quý vị nha, chưa được 30 nha, cao 29 nha. Ngang thì 19.5, chưa được 20 luôn. Đó, à, cái hậu thì nó sâu 16 nha quý vị nha. Đó, chưa có lưới ha, có lưới nó chắc tầm 17. Đó, đó là cái kích thước của nó, út xe rất là gọn và đẹp quý vị. Đây cái bát này quý vị, từ ốc này qua ốc này thì nó 14cm mấy. Đó, mà thay găng thì găng cái khoảng 13 quý vị ha. Bề ngang cái chép thì cũng rất là ok, bề ngang được 7cm. Đó là cái kích thước lo. Bây giờ thì em sẽ quay xung quanh để mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ngắm cái xung quanh của ẻm nha quý vị. Đây, phải nói là quá đẹp luôn quý vị, màu gỗ lạng vàng khè luôn quý vị. Đây quý vị ha, đây là phía sau của nó, thì nó bắt sẵn hai con ốc có phan semi được kia nọ đâu, để cho mình bắt có treo bát thì treo quý vị ha. Và dưới đây là hai cái chạm và hai cái tem của nó. Đây nè quý vị, cái chỗ mà nó logo nhất là chỗ này nha quý vị nha. Cái tem này thì nó dán bít cái con ốc, và cái con ốc này cái cốt nó rất là dài, nó sẽ xuyên vào cái củ lo bát
nó có găng nó dặn để chịu lại. Ai mà không biết mở cái này chịu, giống như mình mở là mình xém mình cạy là hư rồi nha, hên mình không cạy mình nhìn ra phía sau thấy cái này mình nghĩ là con ốc trong đây, đúng là con ốc đây ha. Thì mình sẽ ngắm cái tem ra, cho nên là cái tem nó có dấu nào gì thế không, ngắm cái tem ra để mình đưa cái lục giác, mình mở cái cốt ra thì mới lấy cái củ lo ra được cái gì nha. Đó, bên đây là lần đầu tiên làm cho nên là nó hơi bị xấu vậy ha. Cái tem á đó. Đó chỉ có vậy đó, vậy lý do cái tem nó nhăn là mình mở lo ra để đi thay găng lo, thì cái con ốc nó nằm trốn trong cái tem thì buộc lòng phải mở cái tem ra thì mới mở được lo quý vị nha. Và mặt bên của nó khi hai cái lưng nó đâu vào nhau quý vị ha, rất là đẹp. Cái tem có siêu thị Nhật hay là cái gì còn đây luôn này quý vị nha. Lo này hình thức thì coi rất là đẹp quý vị, phải nói là lo này trưng bày mà phòng đẹp sang dữ dằn đấy quý vị ha. Rồi bây giờ thì xong thêm cái phần ở ngoài này, cấu tạo ngoài nữa, mình sẽ test để cho quý vị biết là đồ nó hoạt động tốt luôn quý vị ha. Và sau phần test thì em xin báo giá giao lưu đôi lo này để quý vị và các bạn chúng ta tham khảo. Trước khi qua phần test và báo giá, quý vị nếu có đi ngang qua xem được clip, nếu quý vị thấy lo đúng đẹp, quý vị nhớ cho clip của đôi lo này một like quý vị ha. Và quý vị và các bạn nào mà đang xem kênh mà quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị cũng có thể đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho kênh Trần Thảo Bán Hàng của em. Và quý vị đăng ký kênh, quý vị bật thông báo, quý vị sẽ nhận được thông báo khi mà em up clip sớm nhất như vậy nha. Rồi bây giờ em sẽ mời quý vị và các bạn đến với phần test lo JBL A520. Đây, bây giờ thì em xin mời quý vị và các bạn nghe em test đôi loa JBL A520 này như vậy nha. Đó, lên đèn cho nó sáng vậy ha. Đó, phần test thì dẫn test nhạc không có lời trên kênh YouTube của anh em ta phát và phát qua con Limarack này như vậy nha. Bây giờ em sẽ lại và em lên volume mời quý vị và các bạn biết đồ nó hoạt động ha. Một đôi quý vị lên là cái gì. Nói chung là cũng rất là ok vậy. Lo thì nó hoạt động hoàn hảo đó quý vị. Tất cả còn nguyên zin, chỉ có găng là thay thôi quý vị ha. Thấy nó là độ hoạt động hoàn hảo và tiếng thì cũng khá ổn quý vị ha. Đôi này nhỏ thì bass nó vậy thôi quý vị. Bởi vì cái thùng nó làm nhỏ mà thì không thể sánh với những cái đôi lo lớn quý vị ha. Đó, tiếng thì cực hay nha quý vị nha. Mét và chép rất là ok, rất là phê luôn á. Đó, thì mình báo quý vị và các bạn vậy. Và về phần giá giao lưu của đôi lo này thì em xin báo giá giao lưu đến quý vị và các bạn như sau. Hình thức lo thì còn nguyên zin ha, đẹp, hát tốt. Thì giá giao lưu em xin báo giá cho quý vị và các bạn tham khảo đôi này 3,1 triệu, có nghĩa là 3,1 triệu cái gì nha, 3,100,000 đồng quý vị cho đôi lo JBL model A520 với phiên bản màu gỗ toàn thân. Và 3,1 triệu thì chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Nếu vì và các bạn nào quan tâm, vui lòng liên hệ Trần Thảo Khang, okay. Số máy vẫn là 0902 764 784 nghe quý vị. Quý vị gọi điện thoại không được, quý vị nhớ gọi Zalo hoặc là nhắn tin. Rồi, đến đây thì em xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút ít thời gian để xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip tiếp theo.